Chào cả nhà nhé. Phiên của ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên một số cái mặt hàng kg và hàng thuần hiện đang có sẵn tại vườn nhà em. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng ở bên em thì sẽ đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship thì sẽ dao động trong khoảng tầm 33 đến 60 nghìn một thùng hàng. Đây, đầu video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua một số cái chế phẩm hoa lan của bên em hiện đang có sẵn này. Đây nhé, một loạt nhé. Kiwi xanh đỏ này, kiwi xanh này. Em bé là 55 nghìn nhé. Kiwi đỏ là 75 nghìn. Super Thai này. Tăng lực cho lan đi ạ. 350k nhé. N3M này 7.000 ạ. N3M nhé, 7.000 này. Kích dễ cực mạnh luôn. Tấm tiếp theo đó là cái B12. B12 em bán là 45.000 nhé. B12 ạ, 45.000. B1 này 30.000. 6, 30, 30. 30 là 25.000. Super Root nhá, cái này kích dễ này, cái này nó cũng là một dòng kích dễ nhá, 20.000 ạ. 20, 20, 20 này, phân bón lá nhá, 25.000. Đây, cái về phân này, phân tan chậm này, tan chậm nhá. Cái hàng này nó là cái hàng đóng gói tại công ty của Thái nhá. 35.000 một túi ạ, 35.000 một túi nhá. Xanh đỏ như nhau. Đây nó là cái hàng phân que tan chậm này. Phân que tan chậm này. Em bán là 120.000 một vỉ như thế này. 120.000 nhá. Rút tinh này 250.000. Hàng mỹ nhá các bác nhá. Vitamin này, chống thối nhũn này, 60.000 túi này. Hùng Nguyên này, Hùng Nguyên em bán lẻ một lọ như thế này là 25.000 nhá. Một vỉ hai lọ này là 50.000 này. Đó. Mở đầu cái video ngày hôm nay nhá, em có một cái giò kiều thuần. Kiều vuông hoa tím cả nhà nhá. Đây. Cái giò này là được một cái giải hoa lan đẹp ở bên Thái nhá. Đây giò này em bán là 4.500.000. Đây có một vòi hoa dài này. Còn nụ này. Nụ nó đang lên siêu nhiều luôn nhá. Kiều vuông hoa tím. Siêu nhiều nụ luôn. Mặt hoa này cả nhà này, mặt hoa ở đây nhá. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ đẹp rồi, đẹp miễn bạc luôn. 4.500.000 một giò kiều vuông hoa tím lá mít này. Mít tròn xoe luôn nhá các bác nhá. Đây mọi người nhìn này. Cái lá mít nó bóng nhây luôn, xanh mướt luôn nhá. Nó đang nhiều nụ lắm đây cả nhà ơi. Chi chít nụ luôn nhá. Đây này. Nhiều lắm. Nhìn lướt qua thôi mà đã thấy hơn một chục, hơn chục cái nụ rồi. Đấy là những cái, đây này mọi người nhìn này. Siêu nhiều luôn nhá, nó bắn như đạn luôn này. Đây, đang có sẵn một cái vòi hoa này tương đối dài rồi. Các bác chốt cái em này về là có hoa chơi luôn này. Đẹp chưa? Siêu to luôn nhá, kiều vuông hoa tím nữa cả nhà nhá. Đây mọi người nhìn luôn thân này. Đó. Đẹp xuất sắc luôn. Lá mít nhá, xanh mướt luôn ạ. Tiếp theo, em sẽ lên một loạt những cái mã hàng châu mít của nhà em nhá. Cái hàng này thì nó là hàng rừng. Duy nhất một màu hoa trắng tím ạ. Cái ma mít hôm nay thì nó sẽ có một vài cây nó bị lỗi nhá. Cho nên là toàn bộ cái hàng hôm nay em sẽ bán cái giá xả, bán cái giá hàng lỗi nhá. Nó sẽ có lẫn cả mít xếp rụt rịt và mít đồng xu cả nhà nhá. Đây, mã hàng em đánh dấu là từ mã H1 trở đi này. H1 của em có 5 cây 700k này. Đây. Lưu ý mọi người, cái này nó là cái hàng lỗi lá nhẹ nhá.
1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái hàng này thì là chân của nó 100% nó sẽ đều không được mướt mát đâu các bác nhá. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em. 5 này, đấy, 5 cây 700k mã này. Quá đẹp luôn. Mã số 2, H2, 3 cây 480k. Đây. Cái hàng là tầm này nó đang ra rễ rồi, cho nên là về mọi người không cần phải ngâm kích rễ nữa đâu nhá. Có thể ghép trực tiếp luôn cho em cũng được. 2 này, 3 này. Cây này là cây mẹ con này. Mẹ con nhá. Này rễ này, da trắng xóa luôn. H3 này. H3. 5 cây 650 nhá. 5 cây 650.000. 1 này. 2 này. 3 này. Đây này, cây này nó hơi bị xước một chút nhá. 4 này. 5 cây 650. H4 này. 3 cây 550 nhá. 3 cây 550k. 1 này. 2 này. 3 cây. Đẹp chưa? H5, mã 2 cây 640k. Con này lá cực kỳ to và dày nhá. Lỗi một chút là nó bị cắt ngang cái phần lá giáp lá chân ạ. Nhìn thoáng qua thì sẽ không phát hiện đâu ạ. 2 này, 640. H6 này, 3 cây 560 này. 1 này. 2 này. Lá to dày nhá, căng bóng luôn. 3. Sang H7 ạ. H7 là mã 3 cây 480 này. Đây, con này nó bị xước lá nhá. Bị nứt nứt đầu lá, nứt đầu lá này. H8 này. 8 3 cây 600. Cây. Con này đẹp chưa? 9 này. 5 cây nhá, 850. 4 này. 5 cây. Đây con này bị lỗi này. Các bác lưu ý giúp em là cái hàng này em bán là hàng lỗi nhá. Hàng lỗi này, chứ không phải là hàng em bao đẹp cho mọi người nhá. H10, 3 cây 450 này. 100% đều là lá mít. Nhưng mà nó sẽ trộn lẫn cả hàng mít xếp phù dịch và mít đồng xu nhá. H11 này. 3 cây 480. 1 này. 2 này. 3 480k. H12. 5 cây 600. 5 cây 600k.
13 này, 2 cây 400 nhá. Thì nó rơi vào tầm 200 nghìn một cây. Con này bị cháy lá này. Còn con này là nguyên vẹn luôn nhá. H14 này, 3 cây. $550. Một này, hai này, ba cây, $550. H15, 5 cây, 600. Đây, con này nó bị nứt lá này. 3, 4 này, 5 cây. H16 này, 3 cây 500 này. Hai này, 3 cây 500k nhá. H17 này, 2 cây 370. H18 này, 2 cây 350 này. H19 này, 2 cây 450 này, 2 cây to nhá. H20, 2 cây 370. H21 này, 2 cây 350 này. H22, 2 cây 490 này. Lá ngắn dù dịt luôn nhá. 22 này. 23. Mã này mã 3 cây 520k. Đây. 2 này, 3 cây. Đây, một dòng lan nữa muốn chia sẻ đến cả nhà. Nó là cái lan điệp cách, hay còn gọi là hoàng thảo Điện Biên Đông. Hàng này thì em bán là 250k một cân nhá. Hàng đang chuẩn bị chút lá. Thời gian ra hoa, thời điểm ra hoa của nó thì nó là đầu hè nhá. Đây này, chuẩn bị xuống hết lá này, để sưng nụ ra hoa nhá. Cái dòng này thì mặt hoa của nó có màu vàng, màu sắc rất là ngọt luôn. Đây, mặt hoa thực tế này, cực kỳ đẹp nhá. Hoa cực kỳ thơm ạ. Nó có mùi thơm ngọt nhá cả nhà nhá. 250k một cân, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây, em cân thử cho mọi người nhá. Cân thử cho mọi người một mã này. Một cân nhá, cân tươi luôn. Đây, là nó sẽ được hai gốc như thế này. Hai cái bó như này về là mọi người đã ghép được một cái giò tương đối rồi, hoặc là mọi người chia ra sẽ được hai cái giò nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đây này. Thời điểm này là đang chuẩn bị chút lá để sưng nụ chờ ra hoa nhá. Màu sắc rất là ngọt luôn, hương thơm của nó cũng rất là ngọt nha các bác nhá. Mặt bông tương đối to. Một vòi hoa của nó thì nó cứ rải rác khoảng tầm chục bông. Tầm 10 bông hoa một đấy ạ, một vòi đấy ạ. Nhà em lại tiếp tục cập bến cái hàng Sơn Thủy Kiên kg nhé cả nhà nhé. Đây, hàng đang siêu nhiều nụ luôn nhá, nụ bắn ra như đạn luôn. Sơn Thủy Tiên em bán là 270k một cân, hàng hoa sổ số nhá. Đây này, hiện tại nhà em đang có săn cái mặt hoa cho bác luôn nhá. Đây, đó, họng đỏ này, họng vàng nhá, chuẩn Sơn Thủy Tiên 100% nha các bác nhá. Cái hàng này thì đây này, mọi người nhìn này, dễ nhá, cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng rồi. Hàng rất là khô ráo, cho nên là mọi người mua cái hàng này rất là lợi cân nhá. Rất là lợi cân đấy ạ. Siêu nụ luôn, hoa cực kỳ thơm và bền nhá. Riêng cái hoa Sơn Thủy Tiên thì nó cực kỳ bền.
người chơi hoa này phải được khoảng tầm 15 đến 20 ngày. Hoa thơm lắm luôn. Đây này, em để ý này, là bây giờ nó đang bắt đầu nó phát triển cả mầm rồi nhá. Đây này, những cái mầm gốc nó đang bắt đầu nó nhú lên rồi đây này. 270 một cân nhá, 270k một cân, chưa bao gồm phí vận chuyển cả nhà nhá. Nên là mọi người lưu ý giúp em, hàng nhà em không bao giờ bao ship nhá. Mọi người theo dõi video thì cố gắng để ý kỹ giúp em, tránh trường hợp khi mà nhận hàng lại kêu là sao tôi xem video nói là 270k một cân bao ship. Hàng này em không bao ship nha các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Trầm rừng Myanmar, hàng hoa tím đậm này, đẹp ngất ngây luôn. Hàng đang nụ nhá, và mầm gốc đang bắn lên này, tóe loe luôn này, mọi người nhìn nụ của nó này, bắn lên như đạn luôn nhá. Hàng thân nụ này, thân nụ to nhá, hàng này cực kỳ đẹp luôn. Cái hàng này thì em bán lẻ là 1 triệu một cân. Còn khi mà mọi người mua từ 1 cân đổ lên ấy, thì em sẽ tính là 950.000 một cân nhá. Cái giá bán lẻ, vì sao em lại nói cái giá bán lẻ là 1 triệu một cân ạ? Vì là có nhiều khi là mọi người chỉ mua ghép một giò nhỏ nhỏ xinh xinh tầm 3-4 lạng thôi ạ. Thì là em sẽ tính là 1 triệu một cân nhá cả nhà nhá. Đây, cái đơn hàng 3 lạng của em này, đơn hàng 3 lạng của em nhá, là nó sẽ được vừa một cái giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, hoa trầm tím này, chuẩn trầm rừng Myanmar nhá, hoa tím đậm này. Cái dòng này nó rất là sai bông, rất là sai bông và thơm nhá. Đây, một đơn 3 lạng này. Mọi người lưu ý giúp em nhá, là cái hàng này em bán 1 cân là 950.000. Nhưng mà trong trường hợp mọi người mua lẻ tầm 3-4 lạng thì em tính là 1 triệu một cân nhá cả nhà nhá. Nói thế, nhấn mạnh như thế để cho mọi người không bị nhầm lẫn ạ. Hàng này của nhà em nó cực kỳ khô ráo nhá. Đây, về mọi người tiến hành ghép luôn cho em, không cần phải xử lý qua thuốc gì nữa. Đây này mọi người nhìn này, nụ này, nó bắn lên chi chít luôn nhá, bắn như đạn luôn. Cái này thì cũng phải lưu ý với mọi người là đối với cái hàng trầm này, nhất là những cái hàng trầm thân dài, thì nó không tránh khỏi sẽ có một vài cái phần đầu ngọn đấy ạ, nó bị gãy, hoặc là bị gãy ạ, do cái quá trình vận chuyển nó va đập vào cái thành thùng nó sẽ bị gãy. Nhưng mọi người yên tâm nhá, nó gãy nhưng mà cái hoa cái này của nó này nó vẫn nở, nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Đây, đây này, một vài cái đầu nó gãy như cái đầu này này, nhưng mà nó vẫn cho ra hoa bình thường nhá các bác nhá. Hàng khô ráo nhá, ngồi đây mà ngửi cái mùi này nó thơm dã man luôn. Đây mọi người nhìn này, thân mập nhá, mập ú nù luôn. Chiều dài nó có dao động khoảng tầm 10 đến 20, có những cái thân nó được 25 cm. Hàng này thì nó sẽ còn lẫn cả thân già thân tơ nhá cả nhà nhá. Cái đặc tính của hàng rừng ấy, nó không như hàng công nghiệp, nên là nó sẽ lẫn có cả thân già lẫn thân tơ. Đẹp lắm, hoa cực kỳ thơm luôn nhá. Đây mọi người nhìn này, nó sai nụ chưa, chi chít nụ rồi nhá. Mầm gốc nó cũng đang bắt đầu nó bắn lên như pháo luôn. Sơn Thủy Tiên nhà em về hàng nhiều nhá các bác nhá. Đây, cái hàng này là hàng thuần rồi, cho nên là về mọi người chỉ việc làm cho em một cái móc và treo nó lên thôi. Cái dòng này của nhà em nó là cái dòng họng vàng này, mặt hoa thực tế luôn cho các bác nhá. Đây ạ, hoa thơm lắm. Em nói thật, cho cái mùa hè nắng nóng cái này, ngửi cái mùi hoa này thì nó điên đầu luôn. Nó thơm một cách dã man luôn đấy ạ. Một chậu như này em bán là 250k nhá. Đây này, những cái thân non nó đang bắt đầu nó phát triển nhá các bác nhá. Củ to này, lá dày nhá. Cái hàng này nó là cái hàng rừng đấy mọi người, cho nên là nó sẽ không được mướt mát đâu. Nó không như cái hàng công nghiệp, nó sẽ không được mướt mát nhá. Đây mọi người nhìn cái thân này, nó có vẻ nhìn nó hơi xù xì nhá. Cái hàng này thì chuẩn Sơn Thủy Tiên chứ không phải hàng lạp nhá cả nhà nhá. Đây, mặt hoa thực tế luôn cho mọi người chiêm ngưỡng luôn này. Sổ bông ngay tại nhà em nhá.
bông to nhá. Bông của nó cực kỳ to đấy ạ. Đây, đây một chùm đây. Một chùm hoa của nó đây. Nó có khoảng tầm 7 đến 10 bông một chùm ạ. Đây mà cứ mỗi một thân hoa thì nó sẽ có khoảng tầm 2 chùm bông nhá. Đẹp lắm luôn. Hàng thuần rồi cho nên là về mọi người cứ treo lên tưới nước cho hàng ngày. Đối với những cái ngày mà thời tiết nắng nóng như hôm nay ạ, thì một ngày mọi người tưới cho em 2 lần nước nhá. Còn vào những cái ngày trời nồm, mưa ẩm thì một ngày tưới một lần thôi, tránh tưới nhiều. Tránh tưới đẫm trên ngọn lá, nước đọng lại ở ke lá nó sẽ rất dễ gây thối nhũn nhá cả nhà nhá. Một tuần thì mọi người tưới cho em B1 một lần. Khoảng 3 tháng á, 3 tháng một lần mọi người tưới cho em một lần phân tan chậm nhá. Rắc ạ, rắc một ít phân tan chậm ở cái phần rễ này này. Đây. Không được, đừng mọi người đừng rắc lên trên cái phần lá này nhá. Sót lá đấy ạ. Đây. Hàng này thì nó sẽ có lẫn cả thân già lẫn thân hoa nhá. Đặc biệt là trong cái thời điểm này này thì là những cái thân tơ, thân non này nó đang bắt đầu nó phát triển, nó mọc lên rất là dài luôn nhá. $250 một chậu là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đây sổ bông thực tế luôn cho mọi người chiêm ngưỡng này. Đẹp lắm luôn. Đây em có cái dòng kiều vuông hoa vàng này, hàng hoa chuẩn Tết luôn nha các bác nhá. Một chậu như này em bán là 340k, chưa bao gồm phí ship ạ. Mặt hoa này, cái kiều này hoa nó thơm, nó có mùi dịu nhẹ nhá cả nhà nhá, thơm nhẹ nhàng nhá. Đây, họng vàng cánh trắng nhá, 5 cánh trắng họng vàng đấy ạ. Đấy, kiều vuông hoa vàng, cực kỳ sai bông nhá, chuẩn kiều vuông luôn nhá. Cái hàng này thì nó mướt lắm, đẹp từ thân nhá. Nói chung là về cái dòng kiều này thì nó đẹp hoàn hảo luôn, thân lá hoa đều đẹp nhá. 340k. Đây, thời điểm này là bắt đầu là những cái mầm này này, những cái mầm non nó đang bắt đầu là phát triển mạnh nhá. $340k một em, đẹp miên man luôn, kiều vuông hoa vàng cả nhà nhá. Cái hàng này thì nó cũng cực kỳ dễ chăm. Về mọi người vào những cái mùa hè nắng nóng nhá, thì một ngày mọi người tưới nước 2 lần. Mùa mưa thì các bác tưới một lần thôi, và hàng một tuần một lần mọi người tưới B1 cho em nhá, cho nó cung cấp đầy đủ cái dưỡng chất cho cây. Xanh mướt luôn. Đây này mọi người nhìn này. Đây là những cái thân non nhá, nó đang vươn lên này, đẹp chưa? Kiều lá mít đấy cả nhà. Đây là kiều lá mít này, bản lá to dày nhá, xanh mướt luôn. Cái lá của nó đây mọi người nhìn, bóng nhây như quê một lớp mỡ luôn nhá này. Cái lô cáo này đợt này nhà em về thì nó là cái lô cáo hoa muộn nhá. Đảm bảo 100% là nó sẽ cho hoa trong cái khoảng tầm từ tháng 4 đến tháng 7 dương. Có những cây tháng 8 dương nó mới ra hoa nhá. Đây, đuôi cáo tím này, một chậu như này là 240k, chưa bao gồm phí vận chuyển. Trung bình một chậu thì nó sẽ có 3 ngọn, 3 thân ạ. Hàng này là hàng hoa muộn nhá, nhưng mà em đảm bảo với mọi người là 100% nó sẽ cho hoa trong cái khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, tháng 8 dương lịch nhá. Đây mặt hoa này cả nhà này, vòi hoa dài nhá, sai bông này. Cáo này hoa nó rất là thơm luôn, thơm lắm luôn đấy ạ. Đuôi cáo tím. Cái này thì nó cũng là cái hàng rừng các bác, cho nên là nó sẽ không thể nào, lá nó không thể nào nó mướt mát 100% như cái hàng công nghiệp nhá. Đây ạ, đây này, tình trạng này, thực trạng chung của những cái cây cáo nhá. Đây mọi người nhìn này, lá nó chỉ được như thế này nhá. Hàng em quay như nào thì gửi cho mọi người đúng như thế. Đây, có sao nói vậy nhá.
lá nó như thế này, em quay chi tiết luôn cho các bác này. Em không dám nhận là 100% lá xanh mướt nhá. Đây vì thực tế cây ở nhà em nó đã như thế này này, lá nó chỉ được như thế này thôi. Hàng rừng mà mọi người, chứ là lá nó sẽ không được đẹp mướt mát đâu. $240 một giò cáo nhá các bác nhá. Trung bình một giò sẽ có 3 ngọn. Cái hàng cáo này của nhà em nó là cái hàng cáo lá xếp ạ. Đây, lấy xong một giò cho mọi người nhìn thực tế luôn. Lá xếp nhá, bạn lá tương đối to đây. Cái trung bình độ dài một cây của nó ạ. Đây này mọi người nhìn này. Một cây của nó nhá. Chiều dài cây của nó này, nó xấp xỉ tầm 15 cm nhá. Đây này, khoảng tầm này này. Tầm 10 đến 15 cm. Còn chiều dài lá, đây là em đo cái chiều dài một cây nhá, thì nó cứ dao động khoảng tầm 10 đến 15 cm. Chiều dài lá này được khoảng tầm 20 cm nhá. Như thế cho mọi người dễ hình dung. Cái hàng này là nó là cái cây con nó đang phát triển. Colette Cookie giống nhá. 150k một cây. Đây. Cái dòng này thì hoa cực kỳ thơm và bền nhá. Hoa của nó thì mọi người có thể chơi trong khoảng tầm 20 đến 30 ngày, nó còn phụ thuộc vào cái thời tiết nhá. Đây mặt hoa này. Bông tương đối to nhá, một chùm nó rất là dày bông. Hoa rất là thơm và bền, thơm lắm. Cái hàng này nó là cái hàng cây giống của nhà em, nên là trung bình một cây nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá đổ lên nhá. 4 cặp lá đổ lên. Hàng lá xếp này. Cái hàng này thì không có lá mít nhá cả nhà nhá. Chỉ có lá kiếm này. Đây. Hàng thực tế tại vườn luôn nhá. Quay như nào thì gửi cho mọi người đúng như thế luôn ạ. Chiều cao một cây của nó thì nó được khoảng tầm 7 cm. Đây ạ, chiều cao một cây này. Nó được khoảng tầm 7 cm nhá. Chiều dài lá thì được khoảng tầm 10 cm ạ. Đối với cái hàng Colette Cookie này này thì em sẽ ship từ 2 chậu trở lên nhá, 2 cây trở lên này. Em ship từ 2 cây trở lên. Trong trường hợp mà mọi người mua gộp đơn ấy ạ thì em sẽ ship 1 cây nhá.